Hello, xin chào mọi người. Hôm nay kênh xe đạp Nhật Cần Thơ lại quay video giới thiệu cho mọi người một con xe. Xe này là thương hiệu Beton của Nhật, một thương hiệu rất lâu đời của Nhật. Sườn nhôm, sơn zin, đùm 8 số. Đó. Xe là dàn đèn điếc còn hoạt động rất tốt. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người chiêm ngưỡng con xe này nhé. Đây là dàn đầu ạ. Dàn đầu thì riêng cái dàn đầu của con này thì bằng inox nhé, inox 304, inox không hít nam châm. Đây, bên này trước là chuông này. Đây, mọi người nghe tiếng chuông ạ, chát đanh đánh đó. Và bên này thì là cái tay đè. Cho ánh sáng hơi tối thì mình zoom lại gần lại cho mọi người nhìn nhé. Đây, nó đang ở trên số 3 này, mình sẽ nó không được nét lắm. Đây là số 1 này, 2 này, đó, trên màn hình này số 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, số rất nhạy. Cái chỗ này mình quay trong trời, nó ngoài trời nó hơi mưa, mình quay chỗ này nó hơi ánh sáng nó không được tốt lắm, thì nên đấy, nhìn vẫn rõ này, 7, số rất nhẹ nhé. Đó, đó là cái bộ số. Xong cái đầu ha, rất đẹp mọi người ạ. À, đây này, còn long lanh lắm, sơn zin nhé, sơn zin đây. Cái đằng trước con này thì cái rổ nguyên bản của nó đây, à, Beton. Đây là đèn của nó đây, đèn còn cháy nhá. Cái dàn này phải nâng lên quay bánh nó sáng, cho nên mình tạm thời mình quay những cái khác cho mọi người xem. Đây, đây là cái quả đùm của cái đây, đùm nhôm nhé. Những con khác thì đùm sắt, nhưng riêng con này thì đùm nhôm hết, đùm nhôm này. Shimano, giác cắm còn nguyên đó. Xe này còn zin, rất zin. Đây, Beton, trước sau là cái vành còn nguyên luôn, mới 90% luôn. Cái vỏ. Thắng đùm Shimano này. Cái dòng thắng đùm này thì nó cực kỳ nhạy luôn. Trước sau đều thắng đùm bạc đạn. Cơ cấu của nó không phải dùng bố nhá, mà bạc đạn. Cái bạc đạn là hình côn, mình nhấp cái là bạc đạn nó đưa ra đưa vô, nó cài vô cái là cứng. Xe là dừng liền. Cực kỳ như vậy đó. Cái sườn này thì cũng là sườn Ibet này, là của Beton này, thì nó không khác gì mấy cái sườn mà đùm 3 số đâu. Nhưng cái sườn này mình chỉ quay xương cho mọi người thôi xem thôi. Và xin lỗi, mình giới thiệu luôn là cái vành, vành này vành inox, căm inox nhé. Thì đặc điểm của cái con này thì nó có cái vành, thì mình giới thiệu chi tiết này. Đây, cái này thì là cái van run. Cái mọi người nhìn thấy đây này, nó đây này. Cái này là cái đồng hồ đo áp suất, mình nói nôm na cho dễ hiểu đi, là nó báo cái đủ hơi hay là thiếu hơi, tức là đo cái áp suất trong xe này. Khi mình bơm đủ thì nó sẽ hiện lên cái vạch đỏ này, là dừng lại không bơm nữa, hơi đủ rồi. Còn không nhìn thấy cái vạch đỏ này thì cứ bơm, khỏi phải nắn bóp vành gì hết trơn á. Khi nào đủ cái nó hiện cái vạch đỏ này lên, đó là đồng hồ áp suất hơi. Hai bánh đều có, mọi thứ đều Beton nhé. Đây, giò đĩa nhôm Ibet. Đây, trái tim của cái xe này là cái đùm khủng bố này đây. Đây, mới chát luôn, to vật vã. Cái đùm 8 số Shimano Netsu. Đây ạ, mọi người nhìn rõ không ạ? Da băng đùm của rất đẹp, mới mới chát luôn. Và dây đây này, cái vành sau cũng vậy này, vỏ Beton còn như mới này. Đó, cũng có cái áp suất đo hơi, đồng hồ đo hơi này. Thì đây, đây ạ, con nó còn zin gần như nguyên bản luôn, nguyên bản luôn đấy. Dây Cura cũng thương hiệu Beton này. Đó, yên đây, yên nhún, lò xo, yên còn zin lành luôn, lành tít.
cái đèn này thì mình có thể thử thôi. Đây. Đó, đèn này. Đấy, buổi tối mình chỉ cần chạy là nó tự có, chỉ cần có cái dao động là nó tự sáng. Và trời nó như bây giờ trời sẩm sẩm này là nó vẫn sáng này. Khi mình chạy là nó sáng. Còn rừng thì kể cả trời tối rừng một tí thì nó sẽ tắt, nó có cái cảm ứng. Mình cảm ứng nó chế tạo thì mình không biết. Đại ý như vậy đấy. Thì cứ dắt xe chạy là nó sáng. Đây, cái đùm. Rùm gần ở trên xe nhà cái đùm này, thấy không? Cực kỳ luôn. Siêu phẩm. Đó. Thì cái bên này thì nó cũng thế thôi. Chuông thì quay cho anh coi rồi. Mình sẽ quay toàn cảnh cho lùi đây, quay toàn cảnh cho mọi người xem. Và mình sẽ test cái chớn cho nó. Đây. Đó, cái dáng của cái xe đó rất đẹp. Đồ zin hết nhé. Đồ trên xe là toàn inox, zin nguyên bản luôn. Con xe này còn rất mới. Đó. Còn cái chớn của nó thì thôi rồi, chớn thì tuyệt vời. Mình gá cái máy vô đây xem là quay cái chớn cho mọi người coi nhá. Gá cái máy cho cái chân này mới không gá được, hơi khó. Rồi được rồi, gá được rồi. À. Đây ạ, mọi người nhìn cái chớn ạ. Mình chỉ quay về đúng 3 vòng nhé. Đây ạ. 1, 2, 3. Nó cái chớn nó quay nó khoảng trên 2 phút đó. Mà mình chỉ cần quay 3 vòng thôi. Con xe này hình như hơn một năm rồi, hơn một năm nay rồi mới gặp. Đó, thử thắng luôn cho mọi xem này. Đó, cực kỳ an toàn. 2 tháng đùm. Nếu mà mình đang chạy với vận tốc khoảng 30 cây một giờ thì chỉ cần nhấp nhấp cái là nhấp đến cái thứ hai là dừng tại chỗ. Bởi vì mình thắng gấp quá thì nó trôi xe. Nếu mà thắng gấp cái là 30 cây thắng là nó sựng lại liền ấy, nó sẽ trôi xe đi. Vì cái thắng nó ăn dữ lắm. Xe này hiếm nhá. Trước đây mình có bán một vài con sườn thép màu đen rồi. Nhưng mà cái xe mà sườn nhôm đó, mà đùm 8 số mà nó còn zin như thế này đấy. Cực kỳ hiếm. Đó thì video thì mình cũng giới thiệu mấy cái chức năng rồi mấy cái tính năng của xe rồi. Tổng thể các cái chi tiết bộ phận mình cũng quay rồi. Thì còn bây giờ thì vẫn như thường lệ thì ở trên phía trên chính giữa màn hình là cái số điện thoại của shop xe đạp Nhật Cần Thơ. Số điện thoại này thì mình có đăng ký YouTube này, Facebook và Zalo cùng với số này. Thì mọi người tình cờ xem được video này thấy thích thì nhớ đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những cái xe độc đẹp mình sẽ đăng trên kênh này. Mình bán thì rất nhiều, ngày bán không biết bao nhiêu, nhưng mà chỉ những xe độc đẹp thì mình mới úp lên trên này thôi. Mà thường những xe mà đăng lên là rất đẹp, độc nữa, nhưng mà không đẹp, độc, zin. Và cô bác anh chị mà có nhu cầu mua xe đạp Nhật hàng bãi đấy, các thể loại thì cứ liên hệ với số này. Các bác lớn tuổi mà không chat Zalo Facebook được thì cứ gọi thẳng cái số này cho em. Còn anh chị em nào mà có Zalo thì mình kết bạn qua cái số này. Rồi muốn mua cái xe như thế nào thì các bạn có thể đặt hoặc là theo dõi trên trang Zalo xe đạp Cần Thơ. Và đặc biệt là nhớ đăng ký, nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để nhận được thông báo các cái video mà xe đạp độc lạ sẽ đăng sau này. Cứ có xe đạp đẹp thì mình sẽ đăng lên và mọi người sẽ được chiêm ngưỡng. Mình nếu mình không mua thì có thể xem hoặc là giới thiệu cho anh em bạn bè, người thân của mình.
Tới đây thì mình xin dừng video đây. Xin chúc mọi người một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.